Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, đối với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 thì con đường học hành vẫn là mối quan tâm hàng đầu bên cạnh sức khỏe và gia đình. Tuy nhiên không vì thế mà trong cuộc sống của những người tuổi Ất Dậu không có những khó khăn hay là bế tắc trắc trở. Bởi vì xem tử vi cho tuổi Ất Dậu trong tháng 7 này, tháng 7 âm lịch chính là cách dựa vào hệ thống sao chiếu mệnh, sao hạn và sao chiếu theo năm để chúng ta có thể dự đoán những khó khăn có thể xảy đến. Và cùng với đó, tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng này còn giúp các bạn chúng ta biết được những điều kiêng kỵ mà chúng ta không nên làm để có thể có được cho mình may mắn nhiều hơn trong tháng 7 âm lịch này. Và sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 7 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh tuyến trung thủy, nước trong suối. Người tuổi Ất Dậu khá biết cách ăn mặc, không quá trau chuốt nhưng rất chỉn chu. Tuổi Dậu là người khá quan trọng về bề ngoài, họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát và mạnh dạn trước đám đông. Người tuổi Dậu là người sống tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào, giỏi về ăn nói. Họ rất giỏi trong các vấn đề mày mò và tìm hiểu mọi thứ tường tận. Họ thích nghiên cứu, chăm chú vào những thứ họ thích và cần khám phá, nên họ hiểu biết rất rộng, am hiểu chuyên sâu nhiều thứ. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều là những người quyết đoán, nhạy bén, biết cách bộc lộ bản thân. Họ không bao giờ chần chừ trước cơ hội mà nắm bắt tất cả. Tính cách của những người tuổi Dậu khá cục tính, họ không quá ngọt ngào, lãng mạn mà mang chút kỳ quái. Dù là vấn đề gì, họ cũng là người ưa tranh luận để tìm ra chân lý, có tính cố chấp và khăng khăng cho mình là đúng, nên đôi khi cũng hay để vụt mất cơ hội. Họ là người rất dễ nhận thấy sai lầm và khuyết điểm của người khác bởi sự tinh ý và tinh tế trong ý thức, nhận thức, nhưng lại không chịu chấp nhận cái sai của mình mà cố chấp, cố bảo thủ với định kiến của bản thân. Xét về tổng quan tháng Mậu Thân năm 2022, của năm Nhâm Dần được dự báo là khá tốt đẹp với các bạn tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Việc học hành ổn định, bạn luôn chăm chỉ, cầu tiến nên sẽ đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập. Vấn đề tài chính, mặc dù còn phụ thuộc rất nhiều vào gia đình, nhưng bởi bạn biết cách chi tiêu tiết kiệm và khoa học nên có thể dư giả so với nhu cầu. Xét về thiên can, Ất Âm Mộc gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, các quý vị gia chủ cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Giao tiếp với người khác như là bạn thân, bạn bè, cần phải chú ý kẻo lỡ miệng gây thị phi, mất niềm tin tưởng từ mọi người. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Việc học tập của gia chủ Ất Dậu trong tháng này không có quá nhiều biến động, thi cử và quá trình học hàng ngày, không gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, bạn nên đặt ra cho mình những mục tiêu trong tương lai để có thể định hướng, không hoang mang trong quá trình học tập và tìm hiểu thêm tri thức. Năm sau, bạn sẽ phải trải qua kỳ thi quan trọng. Vì thế, bạn cần cố gắng và nỗ lực thật nhiều từ bây giờ sẽ giúp bạn đạt được những kết quả như ý. Phụ huynh có thể sẽ quản thúc quan tâm nhiều về vấn đề học tập khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, đừng phản ứng thái quá, hãy cứ bình tĩnh cư xử và lấy kết quả học tập để chứng minh. Với một số bạn đã đi làm thì tháng này nhìn chung ổn định, công việc không có gì khó khăn. Năm Nhâm Dần 2022 Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Năm 2022, người tuổi Ất Dậu mới chỉ bước sang tuổi 18, chủ yếu vẫn phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ gia đình. Vì thế mà một số bạn có nhu cầu tự tìm việc làm thêm để có tiền tích lũy. Bên cạnh đó, nhờ việc chi tiêu tiết kiệm khoa học mà ví tiền của bạn khá rủng rỉnh so với nhu cầu. Thời điểm này, một số bạn còn gặp được những vận may về tiền bạc, rất có thể bạn sẽ trúng thưởng một vài trò chơi giải trí. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Dậu sinh năm 2005 trong tháng này khá ổn định. Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp phải những áp lực từ công việc học hành cũng như mâu thuẫn với bố mẹ. Nhưng những điều này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn nguy hiểm, bạn nên chú ý giữ gìn cho bản thân khỏe mạnh, tăng cường dinh dưỡng và các hoạt động thể chất. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, bạn cần đặc biệt chú ý cẩn thận, đề phòng gặp họa thân thể, gây ra những tổn hại về thể chất cũng như tinh thần của bạn. Các quý vị gia chủ Ất Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Ất Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình cảm ở độ tuổi này có nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng bạn cũng đừng quá mải mê mà ảnh hưởng đến việc học tập. Những bạn vẫn còn đang độc thân và muốn tìm cho mình một người bạn thì hãy thoải mái chủ động kết giao để mở rộng các mối quan hệ. Quan hệ với bạn bè trong tháng này xảy ra chút rắc rối, một vài hiểu lầm sẽ xảy ra tranh cãi không mong muốn. Tốt nhất không nên cãi cọ quá nhiều, đôi bên nên kiềm chế cơn giận để suy nghĩ giải quyết một sự công tâm nhất. Ất Dậu với cha mẹ cũng sẽ xảy ra những xích mích, bất đồng quan điểm trong tháng này, khiến bản mệnh phải suy nghĩ bực tức khá nhiều. Tuy nhiên hãy nhớ, bố mẹ luôn muốn những điều tốt nhất đến với bạn. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Dậu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác nhau và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi cho tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình. Từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị trước khi rời đi nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.